Đây mấy con khủng long rồi. Lui lại, lui lại, lui lại. Wow, thương nó quá các bạn ạ. Wow các bạn ơi. Đây. Nó rút vào trong này rồi, thế phải lùi ra để cứu nó. Lùi ra nhá, để cứu nó nhá. Bác mấy cầu lại xúc phải. Wow, nó bị chấn thương các bạn ạ, không để ý. Đấy nha, này không biết được nó bị làm sao rồi. Wow, con này nó yếu quá, nó bị chấn thương các bạn ạ. Nó bị cụt mất một chân này. Bác mấy cẩu hư quá. Nhá, thả vào đây nhá. Đấy. Chui ở trong cầm này các bạn. Đây, mình thả vào trong gầu ấy nhá. Không ra đây để đổ. Đổ ở đây nhá. Và mình sẽ nuôi con này nhá. Nó bị chấn thương các bạn ạ. Chắc là do bác máy cẩu này. Để nó